con gà nãy giờ thì mình cũng đã thăm mấy lần rồi. Nóng quá, sụt cái cây gấp này nóng quá vậy. Ôi ôi, quá tuyệt. Sáng mình đi chợ không có nấm rơm, nấm rơm bỏ vô nữa thì nó ngon. Lưỡi rồi nồi lẩu. Vợ chồng mình đó. Vợ chồng mình xin chào các cô chú các anh chị thân mến nha. Thì hôm nay thì cũng xin chia sẻ cho cả nhà mình là cũng như là ông và vợ mình đã bệnh sốt huyết á, thì đã xuất viện rồi. Thì tổng tiền viện phí thì đã được anh Quốc với chị Thanh ở Mỹ đã tài trợ hết. Ngoài ra cũng còn tặng một mớ tiền để uống sữa nữa cả nhà, cho ông lão mình uống sữa nữa. Thì qua clip này thì vợ chồng em cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều, lúc nào cũng yêu thương gia đình em. Thì sinh nhật hôm nay có đứa con á về thăm ngoại á, thì vợ mình cũng nấu món hai món để cho cháu dùng, tại vì ở nhà trọ cho nó nhầm khi ăn uống thì không được đầy đủ như ở nhà. Thì xin mời cả nhà vô bếp với vợ chồng mình nha. Cũng thay mặt vợ mình cũng cảm ơn anh Quốc, chị Thanh, gia đình anh chị đã yêu thương giúp đỡ cho ba vợ của em. Thì cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi kênh suốt thời gian qua. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin chào cả nhà nha. Ở cả nhà ơi, hôm nay á con mình nó về thăm ông á, ông ngoại. Mình có nấu canh nè, có mua lòng nè, mình nấu một tô canh cho con mình về ăn. Ở đây có gan nè, cái thận, khoèo với lưỡi heo mình cũng luộc á, sạch sẽ mình rửa rồi nè, đằng hồi mình đem đi nấu canh. Ở đây mình có miếng bắp cải nhỏ nè, củ cải đỏ trắng, cải đỏ với một cái hành tây. Mình được miếng khục ghi nè, ghi này ăn hồi mình cuốn chả cá mình đem đi hấp. Cũng miếng da heo phồng, da phồng này hồi mình ngâm mình rửa sạch sẽ. Bây giờ mình nấu món canh này. Ở nhà mình có gà, mình bắt con gà đặng đi mặn mình nướng hai món được rồi. Bây giờ mình mời cả nhà vô bếp mình nha, mình kêu chồng mình đi bắt con gà. Cả nhà ơi, con gà mình cũng đã làm rồi, bây giờ mình cũng đã ướp rồi. Cái da này mình cũng phơi nắng cho nó gáo gáo rồi, phơi nắng để mình quay gà nó vỏ nó giòn, nó ngon, giòn như heo quay vậy đó. Thì công đoạn ướp này nọ thì giống như mấy clip trước vợ chồng mình đã từng làm, thành thử ra mình không có quay lại. Thì bây giờ xin mời cả nhà xem mình về nướng nha. Nóng quá. Giờ mình bào củ cải trắng ra hết, cải đỏ cải trắng mình gọt vỏ á. Đằng hồi á mình đem đi rửa, rửa mình sắc ra. Bây giờ mình luộc lòng á, nước súp á nó cũng chín lòng rồi nè. Bây giờ mình ướp vô vậy luôn, mình cho bột ngọt vô. Mình cho hạt nêm. Cho đường. Muối. Rồi gia vị á mình bỏ rồi giờ nó cũng sâu lên nè, nó thấm vô trong lòng hết rồi. Rồi giờ á mình vớt lòng ra. Cái lòng hồi nãy á mình mua về á là mình có nấu qua nước sạch sẽ rồi. Cái này là mình nấu súp. Hồi nãy đó lòng gà mình cũng bỏ vô đây mình luộc luôn. Giờ mình ướp chả, mình có hụt kia mình cho hành tím vô, hạt nêm, chả này là chả cá thu, bột ngọt, chút xíu muối được rồi, tiêu. Giờ mình quết cái này lên cho nó thấm gia vị cho nó dai á. Rồi mình cuốn cục kia mình đem đi hấp.
cà gót ra. Rồi mình đi luộc cà gót, cho cà gót vô mình luộc. Thả vô luôn. Mình luộc luôn, mình luộc sơ qua. Mình luộc nó sồn sồn vậy đó. Nó đừng có chín. Đặng hồi á mình ướp, đặng mình bỏ vô trong cái nồi. Giờ xay qua mình cuốn chả, mình cuốn cục kỳ luôn. Đặng mình đem đi hấp. Giờ mình đem đi hấp. Mình hấp cục kỳ rồi giờ chín nè. Giờ á mình lấy ra. Giờ á mực nãy á mình cũng nướng sơ qua, mình rửa sạch sẽ rồi nè, nên bỏ cho nó súp. Cái gót á mình luộc sơ qua nè, giờ mình ớt cái gì cho nó thấm luôn. Mình cho hạt nêm vô nè. Ít đường. Ít bột ngọt. Xíu muối vô. Giờ mình trộn vô. Cho gia vị này nó thấm. Nó thấm một chút rồi mình hả bỏ ít mỡ tỏi vô cho nó thơm. Giờ mình con gà nó giờ thì mình cũng đã thăm mấy lần rồi. Nóng rồi. Cái gấp này nóng quá vậy. Ôi ôi. Quá tuyệt. Quá tuyệt cả nhà ơi. Em ơi, chín rồi. Chín chưa? Nè. À, các bạn biết không, cái da mình mà mình phơi á, mình phơi nắng á, cái khi mà mình quay á, nó nghe cốc, nó giòn như heo quay á, ngon lắm á. Nhưng mà nó vẫn giữ cái độ béo của miếng da mình nha. Nó không có mất cách gì đâu. Rồi đem gà ra luôn nha. Em ha. Giờ mình xắt lưỡi heo ra luôn. Xắt mỏng mỏng được kìa. Gan đồ chết cực rồi ha. Cái này nấu cù lao giả là phải có mấy cái này mới được cả nhà mình. Ngon lắm. Mình có bỏ mực vô nè. Cái mực này ra nước ngọt cũng không có thua gì tôm khô đâu mà nha. Nhóc luôn, nhóc bực luôn. Ủa sao em không có xé hả? Không, để nguyên gì đi. Rồi chân gà gì bỏ đây nè. Chân gà đồ. Lòng đồ, xương sườn, heo đồ. Cái nước này là tới luôn. Ừ. Hai độ gan á. Còn mình chắc chuẩn bị tới đây em ha. Ừ. Để nấu lẹ lẹ cho con ăn. Đi đường xa á các bạn. Về một chút rồi đi lên nữa rồi. Về thăm ông bà chút xíu lên nữa. Lòng á mình cũng sắt ra rồi nè. Mình sắt ra hết trơn rồi. Bây giờ mình bắt vô cái nồi đặng mình chan nước lẩu vô mình ăn cơm. Mình cũng luộc sơ, bây giờ mình cho ít tỏi vô nè. Trộn lên đi. Ăn mình bắt vô nồi. Sáng mình đi chợ không có nấm rơm. Nấm rơm bỏ vô nữa thì nó ngon. Ừ. Lưỡi heo nè, ngon lắm. Giờ mình cho ít rau lên cái nữa. Cho mỡ tỏi lên. Hành tây lên một miếng. Cho tiêu lên. Còn giờ mình múc nước vô, mình bỏ vô lẩu mình ăn. Mỡ súp này ngọt ngay luôn á. Rồi, nồi lẩu cũng xong. Bữa cơm gia đình mình cũng đã xong rồi các bạn ơi. Món này bữa nay là con mình về á, con mình rất thích cái món này nè. Cái thịt gà nè. Bữa nay là một món một bữa ăn cho con mình. Sẵn dịp về thăm ông ngoại của cháu. Thì sẵn đây xin mời toàn thể các cô chú các anh chị các bạn đang xem cơm mấy lá tình quê. Dùng cơm với gia đình nha. Ăn cơm cùng gia đình mình nha. Xin mời mọi người ăn cơm. Mời cái nhà dùng cơm. Thế chị.
Hai đứa lại đi. À, xin mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình nha. Hôm nay con đưa con gái với bạn về đây sẵn dịp thăm ông lão ông bệnh đó, thì làm bữa cơm. Xin mời cả nhà dùng cơm gia đình mình. Con mời bà cô chú ăn cơm với con. Xin mời bà cô chú ăn cơm với con. Con mời nó né. Nghe à, thấy con. Chú quen mà. Rồi, làm. Ủa, à, ăn. Rồi, cơ con lấy rồi. Rồi, đủ rồi đó. Rồi, mà cái gì ăn cơm? Em chia bánh cho Thái năng. Lấy cái gì hả? Chia cho bóp bánh. Khoan cái gì gấp đi. Ăn gì? Nè, gấp chia vào bánh. Không thấy cái đồ mà. Chia phần nữa đi. Chia nước mắm anh Thái thầu ơi. Xe. Không biết anh nước mắm đâu. Mắm ngon mà. Ủa, chị ngươi cái mắm không? Ừ. Thái đi ăn à? Còn gặp cái nhiệt vừa phái đó mà, cái nhiệt vừa phái nó mắm mà. Không phải hả? Cứ giờ ăn nó tương hả? Tương. Con ăn nào? Có xương hay gì? Xương hay gì? Không à. Hả? Gắp đứa, đứa cục đi. Nè con. Đó. Cái đó. Mắm nghe. Con đi chuyện lớn lên nha. Gà này quay ngon em không? Ừ. Gà nó ngon à. Quay lò nhà hả? Cái lò cho làm đó. Bữa nay cho ông có quay cảnh ốp, tại ốp có mày ốp làm mấy bây giờ trước ốp rồi, bây giờ mình ốp nữa mất thời gian công thôi. Ừ. Tóm tắt thôi. Ừ, cũng rất là ngon. Ừ. Ngon. Cái gà này ngon lắm các bạn. Gà heo nhóc nữa kìa. Cô Lam này mấy kiểu như miền trên á, các cái lịch lẩu ngọt. Ừ. Đúng rồi. Ngon mà. Cũng thích ăn heo mà. Nghe nhất á. Nghe nhiều quá. Còn nóng hổ nha. Giảm lượng với em. Chào ơi, con ăn gì con lấy đi nha con. Mồm thơm nha. Bồm bồm hay là bồm bồm. Bồng bồng tươi á, cây bồng bồng tươi á. Ngon lắm. Con ăn thử đi, ngon lắm đó tiền. Hả? Không phải đánh đánh gì cãi gì đâu. Biết ăn rau chưa? Chưa. Có bồng bồng cho con ăn em. Trời, nó như củ dừa vậy, nó đâu có đắng gì đâu nè. Thử mới đi rồi cảm nhận. Nè. Rồi, ăn mốt rồi ghiền luôn. Như củ dừa đó. Thì anh chả đâu có ăn không? Không có đắng gì đâu đâu. Ăn một miếng, một miếng nữa. Không, có gì không? Bình thường. Trời, ngon. Ừ. Bình thường là không? Không thích. Bình thường không? Không thích gạo. Với cái này cuốn cuốn này ngon nè. Hả? Cuốn cuốn cuốn. Kỳ hả? Thôi mà. Ừ. Thôi quá. Nóng không? Nóng dạ. Hả? Hút cái lũa. Cho nước này. Nước này ngon. Có mấy con mực rồi đây. Ừ. Còn mực không? Có mấy con mấy mực trống ra. Cái chúng ta thì có kia. Cái chúng ta hả? Chúng ta. Thấy thường dạy nó từ từ nó cả. Nó tuổi á. Giờ gì nó đâu có về rồi. Này kệ đi. Ăn đâu có như cơm nữa không ha. Từ từ mập nè, trắng nè, đẹp trai nè. Để tóc kiểu khác nè, không để kiểu thầy chùa đâu. Nghe là da thương. Người ta để đầu tin kiểu thầy chùa. Con gà ở bên còn không? Không, còn một bữa. Có bây giờ luôn. Được không? Nói bánh định lắm. Kìa đúng rồi. Bán nhà kìa các bạn. Mà thấy bánh không được lắm. Mà thấy không được nè. Thấy ớt nè. Vậy đó giờ cũng ngàn rồi. Có ngàn mốt rồi. Cái mới á.